Rồi cái công cụ cuối cùng mà muốn giới thiệu cho các bạn á, các bạn có thể để công cụ này học sau cũng được, không sao hết, bởi vì mình thấy nó hơi hơi bị phiền phức một chút á. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm những cái thao tác như thế này. Thật ra công cụ này thì đối với mình á là nó chỉ giúp cho cái việc, đối với lại cái khóa học này nha, nó chỉ giúp cho cái việc là vẽ ra sản phẩm đẹp hơn thôi, còn đối với việc CNC thì nó cũng không cần thiết lắm. Nếu các bạn có máy CNC 3 chiều á, có thể thay đổi trục hoặc là nghiêng gì đó thì nó mới tạo ra được. Còn nếu không, nếu là CNC một trục thôi, tức là chúng ta sẽ cắt ở trên một tấm ván thôi, thì nó không cần thiết lắm. Nhưng mà mình hướng dẫn luôn để các bạn tạo ra sản phẩm đẹp. Ví dụ các bạn sẽ dùng một cái máy phay, các bạn phay một góc 45 độ tròn hết cho cái tấm ván này, ví dụ như vậy. Hoặc là các bạn đây, các bạn phay cho nó hơi vát 45 độ nhỏ, nhỏ xung quanh của cái tấm ván này đó, hoặc là bo tròn vậy đó, thì ý là như vậy. Rồi hoặc là các bạn vát cho nó đẹp đẹp một chút. Rồi thì công cụ này có tác dụng là gì? Công cụ này được gọi là công cụ follow me, công cụ đi theo tôi đó. Thì các bạn, nó không có phím tắt ha. Công cụ này nó có tác dụng là tạo khối từ đường dẫn và tiết diện. Nghe nó hoành tráng như vậy, thật ra các bạn chỉ cần có một tiết diện, các bạn cho nó chạy theo một đường là xong. Rồi các bạn để ý này nha. Rồi cái thao tác nó sẽ thực hiện như thế này các bạn. Nó sẽ là đường dẫn, chọn đường dẫn nha các bạn. Rồi mình sẽ viết hết luôn. Đó là chọn đường dẫn, chọn công cụ, sau đó là cuối cùng là các bạn sẽ trỏ vào tiết diện. Rồi như vậy ha. Mình sẽ dựng một cái tấm ván 500,500. Rồi chúng ta sẽ cho nó cao lên 17 mm. Mình sẽ cho nó vát một chút. Cho nó vát một chút có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái máy phay các bạn. Nhìn nè các bạn sẽ dùng, ví dụ mình sẽ vát nó vô là 10 mm, cái này 10 mm, nó giống như vậy nè. Đây cái này thì các bạn chỉ cần sử dụng công cụ Bushbin là được. Đây các bạn phay một đường nữa, các bạn phay một đường, nó chạy ẹn một cái từ đây qua đến đây, bạn chập qua đây. Rồi đây là công cụ. Bây giờ các bạn muốn chạy vòng vòng luôn thì sao? Thì cái này thay đổi tư duy một chút, nhưng mà thôi khỏi luôn này, làm này trước cái đã. Các bạn cho nó cao lên nha, cứ hình dung nó là nó cao lên đi, rồi chút mình vẽ cho nó chính xác lại. Thì các bạn tập vẽ như thế này nè các bạn, đây là đường dẫn nha, một cái đường dẫn chạy tròn tròn như thế này đó, tròn tròn như thế này đó, chạy vòng vòng chứ, xin lỗi các bạn, chạy vòng vòng như thế này. Còn đây là tiết diện nè các bạn, vô 10 mm, lên 10 mm, xiêm xuống đó các bạn ha. Đây là tiết diện nè nha, tiết diện nè, đây là đường dẫn nè, đường dẫn nè, control nè, đường dẫn nè, đường dẫn nè, đường dẫn nè, đường dẫn không được chọn sai nha, không được đứt quãng, không được chọn sai. Đường dẫn follow me à, nè, đường dẫn công cụ về tiết diện, đường dẫn công cụ tiết diện, các bạn thấy không? Để xem. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ sử dụng công cụ này nè các bạn. Nó cho phép cái công cụ này nè chạy, nó cho phép cái tiết diện này chạy đến đây, sau đó bo cua chạy vòng vòng nữa để hình thành nên cái hình vừa mới cho các bạn xem. Đây các bạn, hình như thế này. Ở đây các bạn chỉ cần click một điểm này, nối qua điểm kia, tự động sẽ tạo cái mặt lại bên trên. Rồi như vậy ha. Đó các bạn thấy không? Tròn thì sao? Tròn nè. Thường thường mà các bạn muốn vẽ tròn á, các bạn nên vẽ hình chữ nhật ra luôn. Nếu các bạn vẽ chữ nhật ra, sau đó các bạn dùng cái công cụ, cái cung tròn nè, cái chữ arc á, arc ha. Rồi các bạn đây. Đó các bạn. Sau đó các bạn dùng cục tẩy các bạn xóa chỗ này đi. Thì nó ra được một cái cung tròn như thế này.
đường dẫn follow me và tiết diện. Rồi cái này từ từ mình sẽ nói tại sao nó xuất hiện nhiều đường như vậy. Đấy thì chị chưa quan tâm đi, các bạn cứ để đi, đừng những cái buổi đầu này đừng có làm mình rối. Đó, nó sẽ ra được như vậy nha. Rồi thường thường thì hay bo hay vạt. Rồi như vậy nha. Bây giờ mình muốn đúng một tấm ván 17 ly mà vạt 7 ly còn ở dưới 10 ly. Thì đầu tiên chúng ta hạ thằng này xuống cái đã. Tấm ván 17 ly nữa các bạn, mình hạ nó xuống 7 ly nha. Sau đó là mình sẽ ngay trung điểm đây nè, mình sẽ vẽ vào 7 ly. Mình cho nó cao lên 7 ly, xiên xuống. Rồi chọn đường dẫn khép kính nha các bạn. Rồi chọn size dư mặt nha, chọn dư mặt nữa các bạn. Lỡ chọn dư mặt dưới control, bỏ mặt này đi, chọn cái đường này, đường dẫn follow me trỏ vào tiết diện. Rồi sau đó dùng một cái cạnh nào đó các bạn hàng nó lại. Thật ra trong đây nó xuất hiện rất là nhiều mặt, các bạn in 3D nó sẽ bị lỗi đó, nhưng mà CNC thì không sao hết. Rồi các bạn hình dung ha, mình đẩy nó xuống 7 ly, sau đó mình vẽ xiên lên lại, thì ở đây nó sẽ ra được cái tấm ván này dày 17 ly đúng ban đầu luôn ha. Lại nè, cái tấm ván 17 ly mình sẽ âm nó xuống 7 ly. Các bạn chỉ cần push nó này xuống thôi, click một cái kéo xuống, bạn gõ số 7 enter là 7 ly. Sau đó các bạn vẽ một cái tiết diện nè, 7 ly. 7 ly, số 7 enter là được. Rồi các bạn chọn những cái đường bao xung quanh. Đường dẫn follow me và tiết diện. Rồi ok, nối cái này lại. Rồi các bạn nên tập cho thuần thục. Thật ra các bạn có thể thực hành, xong rồi bạn quay ngược lại cái lệnh follow me này cũng được. Bây giờ thấy nó hơi phiền phức một chút á, và cũng chưa thật sự cần thiết. Như các bạn vẽ ván vuông thôi nên nó không cần thiết đâu. Nhờ biết được nó thì cái sản phẩm mình nó không những là các bạn cắt CNC mà các bạn nhìn xem nó đẹp hay không. Nó trước khi mà người ta quyết định có cắt hay không, hoặc quyết định có vát hay không. Giống như cái sản phẩm mình đã vẽ. Các bạn, mình cũng vát một chút, mình chưa vát cái mặt thôi, mình để mình thích nó vuông vắn hơn. Cái loa mình sẽ nói vào cái buổi cuối ha, từng bước sản phẩm. Đây là những bài thực hành nha các bạn. Rồi ok, đây là công cụ kết thúc cái việc hướng dẫn sơ bộ về cái lý thuyết nha các bạn. Các bạn cố gắng bài thực hành những cái công cụ nhỏ nhỏ này để chúng ta bước vào thực hành vẽ những cái bài tập. Và tất cả những sản phẩm này sau đó chúng ta sẽ đem ra để ta cắt CNC nếu như các bạn có ý muốn nha. Thật ra nó cũng rẻ lắm, một tấm ván 1m2 x 2m4 là khoảng chừng 500.000. Nếu các bạn làm bằng cao su ghép và cắt khoảng chừng 300 nữa là 800, các bạn sẽ cắt được một vài cái kệ như vậy. Còn loa mà cỡ này các bạn cắt có 4-5 cái nó xếp lên đây, do đó là cao su. Còn nếu bạn cắt mà MDF thì nó rẻ hơn, bán MDF khoảng chừng 250.000. Các bạn cắt thêm 250 nữa 500, các bạn sẽ có 4 cái ốc loa này, giá rất là rẻ. Nhưng mà linh kiện bỏ vô nó thì mới mắc thôi nha. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập này. Rồi các bạn nhớ thực hành đầy đủ tất cả những cái mục mà chúng ta vừa mới học lý thuyết nha, từ bài 1 đến bây giờ. Rồi ok các bạn, thực hành đi, xong rồi chúng ta bước qua những cái bài tập sau.